Ban Mường ơi, Bà Pu Hầu ơi, từ tây xưa ta đã mỹ có quân, Bản Mường Hầu đã mỹ tơi lờ. Ý nghĩa của ba hát này là mình đã có cái lùng từ ngày xưa, cái lùng này thay đổi được cuộc sống của người Thái dân mình. Mưa, cái sáo này mình phải chặt bỏ đi này. Mình khai thác nó không đúng kỹ thuật á, thì rừng lùng nó không tốt. Mình phải chặt xuống tần gốc này thì cái cây còn lại nó mới trưởng thành đẹp hơn. Chặt xong á thì bắt đầu là mình phải dọn dẹp những cái ngọn của nó, cái chỗ gốc của nó mình phải phát quang lại cái chỗ đấy cho sạch sẽ để cho cây nó phát triển. Và mình phải dọn sạch. Ngày xưa thì nói chung là chưa đúng độ tuổi mình cũng chặt phá đấy ạ. Xong rồi mình cứ chặt bừa bãi đến lúc là nó cái cây bùi đấy nó xấu đi và nó cũng không phát triển tốt như bây giờ. Từ cái có cái dự án đến mình biết cách khai thác này, rồi là chọn những cái cây lùng tốt đưa đi bán cho công ty như công ty Đức Phong ở gần đây này, thì nó cũng được thuận lợi hơn, được nhiều mặt hàng hơn. Với lại trời nắng như thế này thì giá cả nó cũng được giá hơn. Mình phơi khô lên là nó rất là đẹp màu, nó vàng. Về giá trị kinh tế thì mình có thể hàng năm mình cũng có thu nhập cho gia đình á, nhất là để cho con cái học hành. Cái rừng lùng ngay bên cạnh đồng lúa đây này, có cây rừng lùng này nó giữ được ẩm với là đất đai màu mỡ nó cũng rất là đẹp, cây lúa nó cũng phát triển rất là tốt. Mình đã khai thác xong ấy, thì mình lấy trồng lại, có cái dự án đến được học kỹ thuật về trồng rừng lùng, sau rồi mình bày cho mình để tạo thành cái rừng lùng mình trồng á. Lấy cái gốc này chứ, lấy cả ba cây luôn. Ba cây chuẩn. Cây này cũng có vẻ tốt thật đó. Chọn cây mũ đẹp mới tách để làm giống chứ. Đấy, vừa lấy chồng cũng muốn lấy người đẹp thôi mà. Lâu công thì hàng mới tốt chứ. Đưa về trồng cả luôn. Trồng cả luôn. Sao nó mới phát triển nhanh? Cứ bỏ đi. Rồi. Cho nó một đôi này. Đấy, gần được rồi đó. Lên đi. Năm mưa rồi Hầu cùng xây cuộc đời, Bản Mường Hầu tới không hằng mì.